有一点波折的，当时他给的时间啊、条件啊，我们con nhà đầu này thật là ngàn bướng. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi xứng để nói chuyện với bổn cung sao? Hoàng hậu đã mất thân phận, thái tử. Xem ra không phải kết cục của dở tù nào cũng có định số sẵn. Còn quay về nói với tất cả mọi người trên dưới Ô Lạp Na Lạp Thị, không ai được đi xin tội cho ta để tránh bị hoàng thượng trách phạt. Con là niềm hy vọng duy nhất của Ô Lạp Na Lạp Thị, mềm lòng yếu đuối, không có giả tâm. Tại sao Ô Lạp Na Lạp Thị lại có một nữ tử vô dụng giống như con vậy chứ? Con không cần phải xin tội cho hoàng thời nữa. Bất trung, bất hiếu, đại nghịch, bất đạo như thế nào? 风毅老师，他一来以后，那个人非常非常的合适正确。婚事和婚事，có đôi lúc là cùng một đạo lý, thích hợp với con. Chưa chắc là điều con mong muốn, vì con phải đi làm. Chưa chắc là việc con muốn và thích làm. Mỗi một quyết định có kết quả của nó, cũng phải có cái giá của nó. 叫一下，他就说好啊，很开心啊，来了。被邀请了，然后就是参与到这个剧组，饰演太后钮祜禄氏。Sau này, bất kể là đông người hay là ít người, trong mắt ai gia không chứa được thứ dơ bẩn. Thế gian này nhất động chi bằng nhất tình, cũng chỉ có tình mới tốt đẹp. Hỗn xược! Ai gia đang nói chuyện với hoàng hậu đó, người to gan dám xông vào. Hoàng đế là thiên tử, là người trên muôn người, trên đỉnh không người, bởi vì lòng vua xưa giờ luôn là thứ khó suy đoán, khó nắm bắt nhất ở trên thế gian này, cũng là thứ không thể nào tin cậy nhất. Bất luận như thế nào, ai gia muốn hạnh phúc lập tức bình an trở về, không được ở nơi nguy hiểm đó thêm được nữa. Người nghĩ bản thân mình có thân phận gì mà khiến người ta dám lấy an nguy thánh cung của hoàng đế, cơ nghiệp thiên thu của đại thanh ra toàn tính với ả tiện tỳ nhà ngươi? Nếu là ai gia, ai gia sẽ giết hết bọn họ treo trên tường thành để thị chúng. Như vậy mới bịt được miệng của bá tánh chứ.